Chào tất cả tuổi Mậu Thìn. Hôm nay thầy Trung sẽ có bài chia sẻ tiếp về cái tuổi Mậu Thìn cho cái vận chính. Thì tuổi Mậu Thìn thì năm nay bắt đầu là 36 tuổi ha, 36 tuổi thì vô cái vận chính thì 20 năm. Thì sang năm bắt đầu là 37 bắt đầu là vô cái vận chính. Thì trong 20 năm thì tuổi Mậu Thìn thì từ 37 tuổi tới 57 tuổi, 20 năm này thì đối với cái công danh sự nghiệp của cái tuổi Mậu Thìn này nó như thế nào thì thầy Trung sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thứ nhất, chúng ta biết tuổi Mậu Thìn đó là đương nhiên là mạng đại là mộc, mạng đại là mộc là cây cổ thụ lớn, là cây lớn đó. Thì đương nhiên cái tuổi này bắt đầu là cái tuổi mình nó cũng trưởng thành, thì vào cái vận chính thì đương nhiên mình mạng mộc, mà vận chính nó thuộc quả thì mộc sinh quả, thì đương nhiên củi của mình, cây của mình có đất để dụng võ. Cái quan trọng là vậy, người ta sinh nhập khác, còn mình sinh sức thì mình mộc, thì đương nhiên là mình là cái thời là người ta sẽ tới kiếm mình, tới kiếm mình. Tại vì ta quả thì đương nhiên cần cái sự mà ánh sáng, hay là để mà có lửa thì đương nhiên ta phải tìm tới mộc. Thì cái đó là hiểu nôm na, hiểu nó nghĩa đen, nó đơn giản vậy, nhưng mà cái hiểu sâu xa hơn về cái này là nó khác. Thí dụ như thầy nói mạng mình mạng mộc thì đương nhiên là, thí dụ thầy nói mình là cũng cái tuổi này bắt đầu là cái tuổi gọi là trung niên, nữ gọi là trung nữ, mà cái vận chính là thuộc về trung nữ, thì đương nhiên cái trung nữ đối với nữ thì nó ok hơn, đứng vào lãnh đạo thì nó rất là ok, về công danh sự nghiệp cũng sẽ phát triển, về tiền tài danh vọng bắt đầu thăng tiến trong giai đoạn này rất ok. Thì cái tuổi này bắt đầu là nó đẹp cho 20 năm để tạo sự nghiệp, có tiền có của có riêng rồi có con cháu này nọ, cũng lo cho ăn học thành tài. Nhưng mà đặc biệt cái tuổi Mậu Thìn này là chúng ta phải để ý những điểm sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải bàn chí về một cái công việc của mình làm. Thứ nhất, chúng ta đừng có làm cái này mình, ví dụ tôi nói linh tinh, nó thấy cái ngày này rồi xong không được, cái chạy qua ngày kia là điều gọi là cấm kỵ ha, gọi là ăn khoai dắt mai chạy quấy, ta nói là vậy đó. Mình phải bàn chỉ một cái nghề nghiệp của mình, là nhất nghề tinh thì nhất thinh dinh, bất kỳ dù cái nghề gì, từ ngày cái nghề thấp kém mà khi mà đúng thời thì thầy nói giống như cái nghề da chai đi ha, mua bán da chai đi, nó như vậy nó cũng đúng thời thì nó rất là giàu, nó cũng phát lên như bình thường. Không phải là cái nghề, bất kỳ cái nghề gì nó cũng vậy, đúng thời thì là giàu thôi, chứ đừng có nói chúng ta. Còn cái nghề mà thí dụ cái thời mà không có thì chúng ta mở tiệm vàng bây giờ cũng đi phá sản, đi ăn mày là bình thường. Chúng ta đừng có quan niệm vấn đề mà làm cái nghề sang trọng là mình cứ nghĩ là giàu, còn những cái nghề mà gọi là thấp hèn mà lại là nghèo, không có. Quan trọng là thời vận. Rồi thầy nói tiếp theo về cái tuổi Mậu Thìn đó. Tại vì cái đó mình là tuổi Mậu Thìn là mình mộc, mộc của mình là mộc này, là mộc mộc này để gọi là mộc lớn ha. Cái mộc đó to là để dùng để chất gỗ để mà gọi là làm đẹp cho gọi là nhân gian, thí dụ như là bàn ghế tủ chiếu sập tất cả những cái gì đó, cột kèo, nói chung là những nhà ấy đó là chúng ta là gỗ, là chúng ta là gỗ quý ha, là gỗ quý, cây lớn này thường là gỗ quý hết, gỗ quý hết. Thì đương nhiên trong cái vận này thì đương nhiên cái nó sẽ là trụ cột của vấn đề của cái vận vận chính. Thì đương nhiên cái tuổi, độ tuổi luôn, nó vừa cái độ tuổi nó tới nghe thời luôn, thì đương nhiên cái tuổi Mậu Thìn này rất là ok ha, ok. Rồi thầy nói tiếp theo, tại vì chữ Mậu ha, chữ Mậu nó thuộc về cũng là thổ, mà Thìn cũng là thổ, thì nó tỳ hòa, nó ngang dai. Thì cái tuổi Mậu Thìn này cái gì cũng được, nhưng mà có tính chất hy, thường thường nó không bị sinh sức, nó ngang dai, can với chi nó tỳ hòa với nhau, can là gốc, chi là ngọn, can là cha, chi là vợ, chồng là vợ mới sinh ra. Chúng ta là cái mạng gọi là đại lâm mộc, đại lâm mộc, cái gì sinh ra ta là cha mẹ ta, còn cái gì mà ta sinh ra thì là con của ta, còn cái gì mà ngang giai tỳ hòa tất nhiên là bạn của ta. Thì tuổi Mậu Thìn này can chi nó tỳ hòa, mậu cũng thuộc thổ mà thìn nó cũng thuộc về về thổ đó, thì đương nhiên là hai cái này nó ngang giai, giống như là bạn bè đó, thì đương nhiên nó không có sinh sức. Thì đương nhiên cái tuổi này có độ gọi là độ lì, nó cũng rất là cao. Thế vô vào cái hoàn cảnh dù khó khăn nào gian nan nào, vất vả nguy hiểm nào thì cũng gọi là cũng dưỡng chí
À, cũng dân trí có độ lì cao ha. À, trước cái biến cố của hoàn cảnh thì nó cũng sẽ vượt qua được. Thì thường cái tuổi Mậu Thìn đó, thường thường ta nói là hay gặp nạn hơn là bệnh tật đau yếu. Tại thường một cây lớn á, mà khi á, mà thấy là gặp nạn thì sao, mưa bão lũ á, gãy cành gãy nhánh hoặc là dùng gọi là bị mái cưa xẻ cắt thì mới gọi là gãy thôi, chứ bản thân của cái cây đài Lâm Mộc là sức sống rất là mãnh liệt. Khi đã vào cái tuổi gọi là trung niên là cây nó đã trưởng thành á, thì vận mạng nó rất là, cái mạng mình rất là cao à, rất là khó à, khó bị đổ vỡ. Rồi thì thầy nói về cái vận chính ha, thầy nói rồi ha, cái vận chính thì chúc tất cả những cái tuổi gọi là Mậu Thìn mà đang là vào cái tuổi gọi là trung niên á, nhưng mà nữ thì ok hơn ha, nữ thì nó sẽ có phát triển mạnh mẽ hơn là cái nam Mậu nam ha. Nam thì cũng được ha, cũng không gì, nhưng mà nữ vào giai đoạn này sẽ lên nắm quyền ha, dạy phát triển làm chủ, đi làm thì thăng tiến. À, công ty công sở thì mình cũng được gọi là may mắn hơn đối với cái tuổi về 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 cái tuổi Mậu Thìn nữ, tại vì á, sanh mà dương nữ tính tức tính cách là mạnh mẽ đàn ông là như vậy. À, thì thầy cũng có cái bài chia sẻ về cái tuổi Mậu Thìn của cái vận chính ha, vận chính. À, thì đương nhiên cái tuổi này bắt đầu là đang vào cái giai đoạn gọi là lập nghiệp ha, tạo nhà cửa nuôi con cái. Thì cái tuổi Mậu Thìn này bắt đầu nó đúng vận vào cái 20 năm của cái vận vận chính. Thầy cũng chúc mừng về cái tuổi gọi là Mậu Thìn trong 20 năm này lập được nhiều cái, được cái thành công vang dội ha, may mắn được đường công danh. Người làm nông thì phát triển, còn người làm kinh doanh thì được lộc, còn người làm quan thì gọi là thăng tiến phát tài. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại một cái bài nói lần sau. Chúc tất cả tuổi Thìn, Mậu Thìn có nhiều may mắn. Thấy thầy có chia sẻ hay thì nhớ đăng ký kênh thầy Chung và chia sẻ cho mọi người. Thì cho một cái nút like ha. Rồi thầy Chung xin chào.